Avezach. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezach. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến bài học ngày hôm nay của chúng ta. Tiếp nối trong những chuỗi bài học về văn bản thuyết minh ý, thì ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về tính chuẩn xác và tính hấp dẫn trong văn bản thuyết minh. Và sau cái bài học này thì các em sẽ có bước đầu hiểu như thế nào là tính chuẩn xác và như thế nào là tính hấp dẫn, và từ đó dần dần biến nó thành những cái kỹ năng để áp dụng vào bài văn của mình. Thế thì phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay đấy là tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh. Một nhỏ, tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh. Thế đấy, các em có thể quan sát sách giáo khoa trang 24. Qua cái đoạn văn mà người ta đưa ra cho các em ý, thì các em cần phải xác định ở đây một cái câu hỏi rõ ràng nhất. Tính chuẩn xác là gì? Và tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh là gì? Thế thì khi mà quan sát cái đoạn văn mà sách giáo khoa đưa ra ấy, chúng ta có thể rút ra rằng tính chuẩn xác đấy chính là cái sự chính xác, đúng, phù hợp, chuẩn mực, chân lý, khách quan và khoa học. Thế thì tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh là chúng ta đem những cái chính xác, đem những cái phù hợp, đem những cái chân lý, đem những cái khách quan khoa học này vào cái đối tượng mà chúng ta muốn thuyết minh đưa đến cho người đọc. Cái thứ hai là vai trò của tính chuẩn xác. Thế thì xuất phát từ cái mục đích cũng như là yêu cầu của văn bản thuyết minh là đem đến một cái nhìn toàn diện, chân thực, khách quan về đối tượng thuyết minh, thì đương nhiên là chúng ta phải áp dụng cái tính chuẩn xác kia. Và từ đó thì xác định ra rằng tính chuẩn xác đóng một vai trò quan trọng nhất, không phải quan trọng nữa mà là quan trọng nhất của mọi văn bản thuyết minh, bởi vì nó là cái gốc, cái cơ bản. Nếu không có sự chuẩn xác, không có sự khách quan khoa học ấy, thì khi mà chúng ta thuyết minh về cái đối tượng văn học đó, về một cái đối tượng đó, thì sẽ khó có thể khiến người đọc cảm nhận được, hình dung ra được và thấy thuyết phục. Cái ý tiếp theo là khi mà chúng ta đã biết tính chuẩn xác là cái vai trò quan trọng nhất trong một văn bản thuyết minh ý, thì chúng ta phải biết cái cách thực hiện để làm sao đưa ra được cái tính chuẩn xác tốt nhất trong văn bản thuyết minh của mình. Biện pháp thực hiện đầu tiên đó chính là tìm hiểu kỹ càng, thấu đáo về cái đối tượng cần thuyết minh. Trước khi viết, cái bước đầu trước khi mình viết ý, mình lập dàn ý ý, thì mình phải hiểu rõ về cái đối tượng mình thuyết minh. Mình khi mà mình chưa hiểu rõ về đối tượng thuyết minh ý, khi mình viết, khi mình thực hành sẽ đem đến những kiến thức lung lay, những cái kiến thức chưa được xác định, từ đó khiến người đọc cảm nhận ra được cái bài thuyết minh của em ý, là không chính xác. Ý tiếp theo trong cái biện pháp thực hiện ý, là phải thu thập thật phong phú các thông tin về đối tượng. Và điều ở đây là cần chú ý cái sự cập nhật những cái thông tin mới nhất trong cái khả năng cho phép các tài liệu có liên quan đến đối tượng thuyết minh. Cập nhật các thông tin chưa đủ, chúng ta phải lựa chọn những cái thông tin mới nhất, đúng nhất về cái đối tượng đó để có thể đem được những cái tính thời sự, cái tính khách quan về đối tượng mà chúng ta đang thuyết minh. Ý cuối cùng trong cái biện pháp thực hiện ý, đối lập với cái tính chính xác đó chính là hư cấu phóng đại. Thế nên là tuyệt đối chúng ta không đưa ra những cái chi tiết, những cái hiểu biết một cách hư cấu, một cách phóng đại của bản thân mình khi mà chưa nắm rõ đối tượng đấy vào trong văn bản thuyết minh. Đây là điều cấm kỵ. Thế thì ở đây, qua cái phần tìm hiểu cái tính chuẩn xác ý, chúng ta đã hiểu ra được tính chuẩn xác là gì, cái vai trò của nó trong văn bản thuyết minh và biện pháp thực hiện trong văn bản thuyết minh. Chuyển sang phần tiếp theo trong phần tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh, đó chính là luyện tập. Ở đây tác giả sách giáo khoa yêu cầu các em trả lời các câu hỏi sau để kiểm tra tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh. Yêu cầu A: trong một bài thuyết minh về chương trình học có người viết ở lớp 10 trung học phổ thông, học sinh chỉ được học văn học dân gian, ở đây là ca dao, tục ngữ và câu đố, viết như thế có chuẩn xác không? Vì sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái ý kiến. Cái phạm vi ở đây là lớp 10 trung học phổ thông. Cái thứ hai, từ cái yếu tố tiếp theo ấy, chúng ta sẽ xác định ra được môn học đây chính là môn ngữ văn. Tác giả cho rằng học sinh chỉ được học văn học dân gian. Chỉ được học văn học dân gian. Và trong văn học dân gian nó chỉ có gì? Ca dao, tục ngữ và câu đố. Thế thì từ những cái điều mà chúng ta phân tích ở đề bài ấy, chúng ta khẳng định rằng nói như cái ý kiến trên ấy là không chuẩn xác.
Không chuẩn xác, vì sự thật rằng cái chương trình ngữ văn mới ấy không chỉ có văn học dân gian mà còn có văn học hiện đại, văn học trung đại. Cái tiếp theo, văn học dân gian ở đây, ở cái lớp 10 mà chúng ta học ý, nó có mỗi ca dao tục ngữ câu đối hay không? Không. Trong văn học, trong chương trình lớp 10 ý, nếu mà nói về văn học dân gian ý, chúng ta còn học chuyện dân gian, sử thi. Và cái điều đặc biệt đây là không hề học câu đố. Thế thì ở đây chúng ta đã chỉ ra được những cái sự không chuẩn xác mà ý kiến này đã nêu lên ở trong phần A. Bây giờ chúng ta chuyển sang ý B. Trong câu sau có điểm nào chưa chuẩn xác? Gọi đại cáo Bình Ngô là áng thiên cổ hùng văn, vì đó là bài văn hùng tráng đã được viết ra từ nghìn năm trước. Thế thì ở đây khi mà chúng ta đọc câu này lên, chúng ta nhận ra rằng áng thiên cổ hùng văn có phải là một bài văn hùng tráng đã được viết ra từ nghìn năm trước hay không? Ở đây chúng ta phải xác định áng thiên cổ hùng văn là gì? Áng thiên cổ hùng văn là hùng văn của nghìn đời, tức là của các thế hệ sau, chứ không phải là cái cách giải thích mà trong câu kia đưa ra ấy, là được viết ra từ nghìn năm trước. Một bên là nhấn mạnh về các thế hệ, còn một bên là nhấn mạnh về thời gian. Thế nên là cái cách giải thích ở trong cái câu văn này là không hề phù hợp, không hề chuẩn xác, và sử dụng sai cái từ này sẽ khiến cái văn bản thuyết minh trở nên lệch lạc. Đấy là ý B. Chuyển sang ý C. Có nên sử dụng văn bản dưới đây để thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm không? Nếu không thì vì lý do gì? Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1558, là một trong những ông trạng nổi tiếng nhất của khoa cử Việt Nam. Ông là người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, nay là xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Năm 1535, thời Mạc đăng doanh, ông đỗ đầu cả ba kỳ thi, nhưng ông chỉ làm quan với nhà Mạc có 7 năm, và sau khi dâng sớ xin chém 18 tên quyền thần mà không được, ông xin chí sĩ ở quê nhà. Ở quê, ông mở trường dạy học bên sông Hàn, tức sông Tuyết, nên khi mất, học trò tôn ông làm Tuyết Giang Phu Tử. Mặc dầu ông đã về chí sĩ, nhà Mạc vẫn kính trọng và vẫn hỏi ông về việc nước. Khi ông sắp mất, nhà Mạc có phong cho ông tước Trình Quốc Công. Vì thế, người đời sau gọi ông là Trình Trạng. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái yêu cầu đề bài đây. Người ta đưa yêu cầu đề bài là có nên sử dụng văn bản dưới đây để thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thế thì khi mà thuyết minh về một nhà thơ ấy, chúng ta ngoài cái cuộc đời, chúng ta phải chỉ rõ cái sự nghiệp sáng tác. Thế là quan sát cái văn bản người ta đưa ra này. Cái thông tin Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những ông trạng nổi tiếng nhất khoa cử Việt Nam, đây là giới thiệu, đúng không? Đây là giới thiệu, thế nhưng không giới thiệu về mặt văn học mà là giới thiệu về những cái thành tích ông đạt được, là ông trạng nổi tiếng nhất của khoa cử Việt Nam. Thông tin tiếp theo này, ông là người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Thế thì từ hai cái câu tiếp theo ấy cho chúng ta thấy ở đây chính là quê quán. Tiếp, năm 1535, thời Mạc đăng doanh, ông đỗ đầu cả ba kỳ thi, nhưng ông chỉ làm quan với nhà Mạc có 7 năm, và sau khi dâng tớ xin chém 18 tên quyền thần mà không được, ông xin chí sĩ ở quê nhà... Thế thì ở cái câu tiếp theo, hai câu tiếp theo ấy, ở đây cho chúng ta thấy được cái quá trình làm quan của ông ấy. Tiếp theo, ở quê, bắt đầu từ đoạn này. Ở quê, ông mở trường dạy học bên sông Hàn, tức sông Tuyết, nên khi mất, học trò tôn ông làm Tuyết Giang Phu Tử. Ở đây là cái quá trình gì? Câu tiếp theo cho chúng ta thấy được cái quá trình dạy học. Tiếp này, mặc dầu ông đã về chí sĩ, nhà Mạc vẫn kính trọng ông và vẫn hỏi ông về việc nước. Khi ông sắp mất, nhà Mạc có phong cho ông tước Trình Quốc Công, vì thế người đời sau gọi ông là Trạng Trình. Thế đoạn này, đoạn này là giúp nước. Thế thì các em quan sát ở đây này, giới thiệu sơ qua về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm này, cho chúng ta biết tên. Đây chúng ta có thể sử dụng khi mà nói về thuyết minh, cho chúng ta thấy rõ đây là nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm.
quá trình làm quan, quá trình dạy học, cái quá trình giúp nước, đây chỉ cho chúng ta thấy được cái gì? Cuộc đời của Nguyễn Bình Khiêm. Và cái cuộc đời này nó chưa phục vụ rõ, chưa thể hiện rõ được, chưa thể hiện rõ được nhà thơ. Thế từ đây, từ những cái phân tích mà chúng ta chỉ ra, chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định rằng không nên sử dụng đoạn văn trên, vì toàn đoạn không hề giới thiệu Nguyễn Bình Khiêm với tư cách là một nhà thơ như đề bài yêu cầu. Thế thì ở đây chúng ta chỉ thấy rõ được cái gì? Cuộc đời. Chúng ta chỉ thấy rõ được cái cuộc đời của Nguyễn Bình Khiêm, chứ không thấy Nguyễn Bình Khiêm với tư cách của một nhà thơ. Thế thì ở trong ý C này chúng ta khẳng định rằng không nên sử dụng văn bản này để thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Bình Khiêm. Nếu mà có sử dụng ý, thì chỉ sử dụng ở phần đầu và sau đó chúng ta phải bổ sung toàn bộ về những cái thông tin ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác của ông, cũng như là các sáng tác, đặc điểm phong cách, quan điểm nghệ thuật, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của ông. Yêu cầu tiếp theo ở trong cái phần 2 luyện tập này ý, đó chính là trên cơ sở trả lời những câu hỏi đã nêu, hãy cho biết một văn bản thuyết minh chuẩn xác cần đáp ứng những cái yêu cầu nào. Thế thì từ cái ý A, ý B và ý C ấy, chúng ta có thể rút ra được một cái văn bản thuyết minh cần đảm bảo tính chuẩn xác, đáp ứng những yêu cầu sau. Yêu cầu đầu tiên là nội dung thông tin không thừa, không thiếu. Đây là cái điều mà chúng ta đã chứng minh ở cái phần A. Tiếp theo là dùng từ ngữ diễn đạt. Đây là ở phần B, về việc áng thiên cổ hùng văn. Nó là áng văn của nghìn đời, chứ không phải là được viết từ nghìn đời trước. Tiếp đến là phù hợp với yêu cầu của đề bài hoặc đối tượng. Đây chính là nói về cái điều C mà chúng ta đã chỉ rõ ra. Không nên sử dụng cái đoạn văn đấy, vì cái đoạn văn đấy không giới thiệu Nguyễn Bình Khiêm với tư cách là một nhà thơ. Thế thì đây, sau phần luyện tập ý, chúng ta đã rút ra được đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh cần đầy đủ thông tin, dùng từ ngữ chuẩn xác và phù hợp với cái yêu cầu của đề bài hoặc đối tượng thuyết minh. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, đó chính là tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh. Phần đầu tiên đó chính là tính hấp dẫn và một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh. Thế thì cũng tương tự như ở phần đầu, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: tính hấp dẫn là gì? Và tính hấp dẫn trong văn bản thuyết minh có vai trò như thế nào? Thế thì tiếp tục quan sát sách giáo khoa trang 25, qua cái đoạn văn người ta cung cấp cho các em ý, các em có thể rút ra được rằng tính hấp dẫn ở đây chính là cái sự lôi cuốn gây được chú ý, hứng thú của người đọc và người nghe. Thế thì từ đó, từ cái việc gây hứng thú, lôi cuốn đối với người đọc, người nghe, chúng ta có thể xác định rằng đây là cũng đóng một cái vai trò quan trọng, tạo ra ý nghĩa thực tiễn, tác dụng thiết thực của văn bản thuyết minh. Tất nhiên là một văn bản thuyết minh khi mà viết ra ấy, phải hướng đến người đọc, người nghe, giúp người đọc, người nghe hình dung chính xác, chuẩn xác, khách quan về cái đối tượng đang được nhắc đến. Tiếp đến là những cái biện pháp để tạo nên tính hấp dẫn của một văn bản thuyết minh. Biện pháp đầu tiên đó chính là khắc phục sự chung chung, mơ hồ bằng cách đưa ra những cái chi tiết, ví dụ cụ thể sự việc, con người hoặc là con số. Nếu mà chúng ta nói về một cái vấn đề mà chỉ nói chung chung, không nói rõ, thì người đọc sẽ không thể nào mà thấy rõ được cái đối tượng đó, không hình dung rõ được cái đối tượng đó. Ý tiếp theo là phải sử dụng những cái biện pháp như so sánh này, tương đồng này, hoặc là tương phản này, để người ta thấy rõ được các khía cạnh, các mặt đầy đủ của vấn đề đấy. Nếu nói vấn đề đấy, ví dụ nếu như nói cái vấn đề đấy là A, thì chúng ta phải cần phải so sánh với B để thấy rõ được A ở đây là gì, hoặc đưa ra các mặt tương phản hoặc là tương đồng để người ta thấy rõ được các cái tính chất, cái khía cạnh của đối tượng mà đang được chúng ta thuyết minh. Ý tiếp theo là phải sử dụng kết hợp linh hoạt các kiểu câu khác nhau, ngắn dài này, tường thuật này, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm, hay là những cái câu hai thành phần, những câu mở rộng, những câu đặc biệt. Và cuối cùng là phối hợp nhiều loại kiến thức, ví dụ như văn hóa, lịch sử, địa lý, sinh vật, vật lý, hóa học, để soi dọn rõ cái đối tượng thuyết minh trên nhiều mặt, nhiều góc độ. Thế nên là khi mà đưa ra đối tượng thuyết minh ý, tính hấp dẫn ở đây là chúng ta không để cho không chỉ là cho người ta thấy được đối tượng thuyết minh là gì, chúng ta cần phải bổ sẻ cái đối tượng thuyết minh ra thành nhiều phần để người đọc thấu rõ hơn,
hiểu rõ hơn, nắm rõ hơn về đối tượng thuyết minh. Ở đây chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu cái tính hấp dẫn này nó có khiến cái tính chuẩn xác mà ở phần thứ nhất chúng ta tìm hiểu ấy bị lu mờ, bị biến mất đi hay không, thì chúng ta phải khẳng định rằng tính hấp dẫn ở đây không hề mâu thuẫn với tính chính xác. Cái điều lôi cuốn người ta, cái điều hấp dẫn ở người đọc ấy, đó là ở cái sự chuẩn xác, cái sự chính xác khách quan khoa học về đối tượng. Mà những cái sự chính xác khách quan khoa học về đối tượng nó lại được thể hiện ở tính chính xác. Thế thì để bản thân đạt được yêu cầu chuẩn xác ấy, thì từ đó đã có thể tạo nên được cái sự hấp dẫn. Chính cái tính chuẩn xác đấy là tạo ra cái sự hấp dẫn. Hay nói cách khác đây, tính chính xác là cơ sở của văn bản thuyết minh để tạo ra cái tính hấp dẫn cho văn bản thuyết minh. Thế thì hai cái tính này, tính chuẩn xác, tính hấp dẫn không hề xung khắc nhau, không hề khiến, nếu mà sử dụng tính này khiến tính ghi mất đi, mà hai cái tính cách này dựa trên cơ sở của nhau để phát triển, xây dựng nên một bài văn thuyết minh đầy thuyết phục, khiến người nghe hiểu rõ về đối tượng. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai là phần luyện tập. Yêu cầu 1, hãy đọc đoạn văn sau đây và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. Yêu cầu đó là gì? Phân tích biện pháp để làm cho luận điểm là nếu bị tước đi môi trường kích thích, bộ não của đứa trẻ sẽ phải chịu đựng kìm hãm, trở nên cụ thể, dễ hiểu và hấp dẫn. Bây giờ chúng ta phải đọc cái đoạn văn. Nếu bị tước đi môi trường kích thích, bộ não của đứa trẻ sẽ phải chịu đựng kìm hãm. Ví dụ, các nhà nghiên cứu tại trường đại học y khoa Bailo đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ ít được chơi đùa hoặc ít được tiếp xúc sẽ có bộ não bé hơn bình thường 20-30% so với lứa tuổi của chúng. Các vật nuôi ở trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy điều xảy ra tương tự. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Illinois ở Urbana-Sampa đã phát hiện ra rằng những con chuột con được nuôi trong cũi có giải đồ chơi không những biểu hiện sự ứng xử phức tạp hơn những con chuột nhốt trong những hộp rỗng không có gì hấp dẫn, mà bộ não của những con chuột này còn có số tiếp điểm thần kinh cho mỗi neuron nhiều hơn tới 25% so với những cái con chuột kia. Nói cách khác, càng trải qua nhiều kinh nghiệm càng làm cho bộ não giàu hơn. Thế thì ở đây chúng ta yêu cầu phân tích những cái biện pháp làm cho luận điểm nếu bị tước đi môi trường kích thích, bộ não của đứa trẻ phải chịu đựng sự kìm hãm. Thế thì cái câu này, là luận điểm của chúng ta. Thế thì để chứng minh điều này, đầu tiên là tác giả đã đưa ra những nhà nghiên cứu cụ thể, không phải những nhà nghiên cứu cụ thể mà những cái địa điểm, những cái địa danh, những cái cơ sở nghiên cứu cụ thể. Đầu tiên là trường các nhà nghiên cứu, đúng không? Ở đâu? Ở trường Đại học Y khoa Bailo. Cái nhà nghiên cứu thứ hai thì ở đâu? Tại trường Đại học Illinois ở Urbana-Sampa. Thế thì ở đây tác giả đã đưa ra hai cái địa điểm. Địa điểm gì? Có thực. Có thực thì sẽ đem đến cho chúng ta sự chuẩn xác, sự chính xác. Bên cạnh những cái địa điểm nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ấy, chúng ta còn thấy những cái số liệu. Những cái số liệu. Số liệu này đã được gì? Đã được nghiên cứu chứng minh. Thế thì số liệu nghiên cứu chứng minh trong văn bản này là gì? Ở đây là tác giả đã phát hiện này, những đứa trẻ ít được chơi đùa hoặc ít được tiếp xúc sẽ có bộ não bé hơn bình thường 20-30% so với lứa tuổi của chúng. Tiếp theo là đấy là so sánh các số liệu về con người. Số liệu tiếp theo là ở động vật. Thế số liệu động vật đây là gì? Là phát hiện những cái con, những con chuột con được nuôi trong cũi có giải đồ chơi với những con chuột nhốt trong những hộp rỗng. Ở đây là có sự ứng xử phức tạp hơn. Cụ thể ở đây là có tiếp điểm, số tiếp điểm thần kinh cho mỗi neuron nhiều hơn.
tới 25%. Thế thì ở đây chúng ta đã chỉ ra được cái sự hấp dẫn cụ thể dễ hiểu ở cái việc là tác giả nêu ra hai địa điểm của các nhà nghiên cứu có thực. Tiếp đến là những cái số liệu được nghiên cứu chứng minh về con người và về động vật. Thế thì từ đây chúng ta có thể đã thuyết phục được cái luận điểm mà tác giả đã đưa ra. Như các em đã quan sát, thế là chúng ta đã giải quyết xong phần 1 ở trong phần luyện tập. Chúng ta chuyển sang yêu cầu thứ 2 của phần luyện tập. Hãy đọc đoạn trích sau đây và phân tích tác dụng tạo hứng thú của việc kể lại truyền thuyết về hòn đảo An Mạn. Hồ Ba Bể từ lâu đã nổi tiếng là danh lam thắng cảnh bậc nhất ở Việt Nam. Chuyện kể rằng ngày xưa đã lâu lắm rồi, cả khu vực Hồ Ba Bể ngày nay là một vùng trù phú. Rồi bỗng một đêm trời nổi cơn thịnh nộ, mưa đổ ầm ầm, nước sông dâng lên, mặt đất nứt nẻ và sụp xuống làm cho cả vùng dân cư đều bị cuốn theo dòng nước. Duy chỉ có một người đàn bà sống cô đơn, hiền lành, chân thật là thoát nạn. Thì bà đã được báo trước trận hồng thủy sẽ xảy ra. Theo lời dặn, bà Hóa đã lấy tro rắc quanh nhà và lấy hạt thóc bà tiên để lại, cắn đôi thả xuống hồ, bỏ thóc biến thành những chiếc thuyền cứu người gặp nạn. Cả vùng thung lũng trù phú đã trở thành biển nước mênh mông. Chỉ còn một mảnh đất nhỏ nhoi là khu nhà của người đàn bà sống hiền lành đức độ. Người ta gọi đó là Pò Giá Mải, đảo Bà Hóa. Mảnh đất cuối cùng còn sót lại nằm giữa hồ hai đất đai màu mỡ, là nơi ăn nghỉ của những người xấu số trong trận hồng thủy năm xưa. Nhân dân trong vùng đã lập một đền thờ ở đảo này để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Vì vậy, hòn đảo có tên là An Mạn, nơi an nghỉ của dân làng. Đó là truyền thuyết gắn liền với sự hình thành Hồ Ba Bể theo lý giải của người xưa. Đây là đoạn trích của tác giả Bùi Văn Định trong tác phẩm Ba Bể huyền thoại với sự thật. Thế thì ở đây người ta đưa ra một câu hỏi là cái tác dụng của việc kể lại truyền thuyết về hòn đảo An Mạn. Ở đây chúng ta phải khẳng định rằng cái truyền thuyết hoang đường mà tác giả đã kể lại là để tạo nên cái sự hấp dẫn, cái vẻ đẹp ly kỳ huyền ảo cho bài văn thuyết minh, và cụ thể hơn là giới thiệu danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái sự ly kỳ hấp dẫn kỳ ảo của cái đoạn truyền thuyết ấy không ảnh hưởng đến sự chuẩn xác của đối tượng, vì tác giả đã khẳng định ở ngay ở cái câu kết bài ấy, truyền thuyết là trong cái truyền thuyết mà tác giả vừa kể ấy, là theo cái cách lý giải của người xưa. Cái việc nói là cách lý giải của người xưa, khi mà đọc câu đấy lên ý, là người đọc có thể xác định rằng không tin cái truyền thuyết vừa kể ra ấy, đó là sự thật, không tin đó là sự thật. Thế thì ở đây truyền thuyết kể ra là để tác phẩm văn bản trở nên hấp dẫn hơn, và cái truyền thuyết ly kỳ kỳ ảo này cũng đôi phần là tưởng tượng, không khiến cái sự chính xác của văn bản thuyết minh này bị mất đi, vì chỉ đơn giản là tác giả đã giải thích rất rõ để người đọc thấy rằng cái đoạn chuyện mình vừa kể ra đó không phải là sự thật, đó không phải là sự thật mà chỉ là những cái tưởng tượng được dân gian truyền lại từ người này qua người khác. Thế thì từ ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai chúng ta có thể khẳng định rằng tùy vào đối tượng mà chúng ta thuyết minh cũng như là mục đích thuyết minh thì cái yêu cầu người viết có thể sử dụng các biện pháp khác nhau để tạo ra cái sự hấp dẫn. Như ở ví dụ 1 thì chúng ta chọn những cái địa điểm cụ thể này, những số liệu cụ thể, những cái số liệu đã được chứng minh nghiên cứu để người ta thấy được cái sự chính xác, và từ cái sự chính xác đấy tạo ra cái sự hấp dẫn. Hay là ở ví dụ thứ 2 chọn những cái sự hoang đường, ly kỳ, kỳ ảo là để cũng là một phần để thu hút người đọc, và cái sự kỳ ảo đấy không vi phạm sự chính xác bởi vì tác giả đã giải thích ngay ở cuối đây không phải là sự thật. Thế thì qua phần 1 la mã, phần 2 la mã chúng ta rút ra được những cái ghi nhớ nào. Chúng ta đến với phần tiếp theo là ghi nhớ sách giáo khoa trang 27. Ở đây có hai ghi nhớ tương ứng với hai mục mà chúng ta vừa học. Mục thứ nhất, chúng ta thể rút ra được rằng văn bản thuyết minh cần phải chuẩn xác để đảm bảo yêu cầu này. Những cái tri thức trong văn bản phải có tính khách quan, khoa học, đáng tin cậy, có thế mới thực sự có ích cho người đọc và người nghe. Cái ý thứ hai là giúp chúng là đúc kết từ những cái kiến thức mà chúng ta học ở phần 2 la mã. Văn bản thuyết minh cần phải hấp dẫn để thu hút sự chú ý theo dõi của người đọc, người nghe. Muốn thế cần sử dụng nhiều hình tượng sinh động, nhiều so sánh cụ thể, và câu văn phải biến hóa linh hoạt.
những sự tích, những truyền thuyết thích hợp cũng là cho văn bản thuyết minh thêm hấp dẫn và sâu sắc. Thế thì từ những cái ghi nhớ mà chúng ta đã rút ra được từ phần 1 và phần 2, chúng ta chuyển sang phần 3, luyện tập ở sách giáo khoa trang 27. Người ta yêu cầu rằng đọc đoạn trích sau và phân tích tính hấp dẫn của nó. Thật thế, phở đối với một hạng người không còn là một món ăn nữa, mà là một thứ nghiện như nghiện nước trà tươi. Ngay từ đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí quyến rũ ta như mây khói chùa Hương, đẩy bước chân ta, thúc bách ta phải trèo lên đỉnh núi để vào chùa trong, rồi lại ra chùa ngoài. Ta tiến lại gần một cửa hàng bán phở, thật là cả một bài trí nên thơ. Qua lần cửa kính, ta đã thấy gì? Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụn có, mỡ cầu có, vẻ cũng có. Người bán hàng đứng thái bánh, thái thịt luôn. Tay thỉnh thoảng lại mở nắp một cái thùng sắt ra để lấy nước dùng chan vào bát. Một làn khói tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh trong một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng mùa thu. Trông mà thèm quá, nhất là về mùa rét, có gió bắc thổi hiu hiu, mà thấy người ta ăn phở như thế thì chính mình đứng ở ngoài cũng thấy ấm áp, ngon lành, có ai lại đừng vào ăn cho được. Đây là đoạn trích của tác giả Vũ Bằng trong tác phẩm Miếng Ngon Hà Nội, cụ thể là nói về phở. Thế thì ở đây sách giáo khoa đã yêu cầu chúng ta là chỉ ra tính hấp dẫn và đưa ra những gợi ý là trong việc sử dụng linh hoạt các kiểu câu này, việc dùng từ ngữ giàu tính hình tượng, sự kết hợp nhiều giác quan và liên tưởng khi quan sát, cũng như là cách bộc lộ trực tiếp cảm xúc khi nói về đối tượng. Thế thì bây giờ cô sẽ đưa ra những cái gợi ý khi làm bài tập này. Các em quan sát. Đây là chiếc bảng phân tích cái tính hấp dẫn của cái đoạn trích của tác giả Vũ Bằng, Miếng Ngon Hà Nội. Thứ nhất là việc sử dụng linh hoạt các kiểu câu. Thế thì khi mà biết rằng trong cái tác phẩm này sử dụng linh hoạt các kiểu câu, chúng ta phải chứng minh được. Chứng minh qua việc gì? Dẫn chứng ra các kiểu câu trong văn bản là gì? Này, có câu cảm này, trông mà thèm quá. Qua lần cửa kính ta đã thấy gì? Đấy là câu nghi vấn. Câu ghép này, một làn khói tỏa ra đến việc đánh cờ ở trong rừng mùa thu. Hay là câu khẳng định, ta tiến lại gần một cửa hàng bán phở, thật là cả một bài trí nên thơ. Thật thế, phở đối với mọi người không còn là một món ăn nữa, mà là một thứ nghiện như nghiện nước trà tươi. Thế thì ở đây rất là nhiều kiểu câu được sử dụng ở trong cái văn bản này. Tiếp theo là những cái hình ảnh so sánh liên tưởng phù hợp và phong phú. Thứ nhất là tác giả so sánh việc nghiện phở với việc nghiện nước trà tươi. Đây là một cái thói quen sinh hoạt của người dân Việt Nam và cụ thể là người vùng miền Bắc. Tiếp đến so sánh những cái khói bốc ra từ nồi đun dùng, nước dùng ý, như mây khói chùa Hương. Và nó vô cùng đầy tính hình tượng, gợi hình cho chúng ta, nhất là cái đoạn họ đẩy bước chân ta, thúc bách ta phải trèo lên đỉnh núi để vào chùa trong rồi lại ra chùa ngoài. Tiếp đến là hình ảnh so sánh cái bó hành xanh như lá mạ, gần gũi chân thật với những người nông dân, hay cụ thể là cái việc những người khách ngồi ăn ở đấy trong cái làn sương khói bốc ra từ cái nồi nước dùng giống như bức tranh tàu. Những hình ảnh vô cùng phong phú và đặc sắc, nó không hề trùng lặp lẫn nhau, và những cái so sánh này gợi ra cho chúng ta những cái sự gợi cảm, gợi hình. Tiếp đến là cảm xúc dồi dào của tác giả trong cái tác phẩm này. Trông mà thèm quá, có ai lại đừng vào ăn cho được. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng văn bản thuyết minh không hề tách rời yếu tố biểu cảm và cũng không hề tách rời cái yếu tố miêu tả. Cái việc kết hợp miêu tả và biểu cảm này đã đem đến cho chúng ta cái tính hấp dẫn. Để có thể chỉ ra được những cái so sánh này, tác giả không chỉ đơn giản là vận dụng cái giác quan là thị giác, còn nghe này, còn nhìn này, còn ăn này, còn cảm nhận thấy. Bởi vì chính vì đã ăn, đã cảm nhận thấy mới có thấy được trông mà thèm quá này, có ai lại đừng vào ăn mà nó vừa ăn cho được. Thế thì ở đây qua cái bảng này,
chúng ta đã chỉ ra được cái nét hấp dẫn của cái đoạn trích của tác giả Vũ Bằng trong tác giả sách giáo khoa. Và đến đây cũng là lúc chúng ta kết thúc bài học này. Hẹn gặp các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.